Bị cóc nhảy vào ly nước bàn thờ cô gái cầu cứu, nào ngờ đâu dân mạng nhào vô chúc mừng. Con cóc là cậu ông trời, tuy nhiên không rõ nguyên do vì sao mà thời gian gần đây ông cậu này lại thích hương khói trên bàn thờ thần tài. Thậm chí ông còn nhảy cả vào chum nước, ngồi chém chệ bên trong, lú mỗi cái đầu lên rồi nhìn ngó xung quanh và thở. Mặc dù đã dùng mọi cách để xua con cóc đi chỗ khác, nhưng mà gia chủ cũng đành bất lực, vì có đuổi cỡ nào thì con cóc cũng nhảy về chỗ cũ. Quá mệt mỏi và muốn gục ngã, gia chủ đã đăng đàn hỏi ý kiến cộng đồng mạng hướng giải quyết thế nào. Ai mà có dè, nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã liên tục nhảy vào xin vía. Vì không dễ gì được cóc vào nhà, đã vậy còn trú ngụ dưới bàn thờ thần tài. Hình ảnh trông không khác mấy so với con cóc ngậm tiền được mọi người đặt ở gần thần tài nhằm cầu xin thêm tài lộc. Chỉ khác là con cóc này chạy bằng mũi và côn trùng trong nhà. Hầu hết mọi người sau đó đã khuyên nên để nguyên đó, đừng đuổi đi vì may mắn và tài lộc đang tốt. Một số chia sẻ khác được cư dân mạng để lại. Ông thiềm thừ đó, tài lộc tới, thời cũng tới luôn rồi đó. Cóc mà vô nhà bình thường đã hên lắm rồi, đây còn vào tận chỗ thờ, như này tương lai chắc lộc lá đầy nhà. Thành tâm xin vía được may mắn như vậy. Mình chả biết xui hay hên, nhưng mà mình có một ông cóc này ở nhà mình từ lúc còn nhỏ xíu xiu, giờ thì to lắm rồi, nhìn không khác diện thú cưng trong nhà luôn ý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.